Được chưa ta? Cái gì đấy? Kỳ to. Hello mọi người. Xin chào. Em chào anh Khiêm. Em chào anh Khiêm nhé. Anh Khiêm ơi, em còn chưa tìm được cái cây nù nào để bù cho anh nữa cơ. Chưa tìm được một cái key nào nù để bù cho anh. Mạng chán quá, đang có mọi người xem bóng đá nhiều sao ấy. Anh Khiêm chứ anh bỏ cho anh một key nù rồi. Đâu, anh ấy bị gãy một cây nù ấy. Bữa đóng hàng hôm sau anh mua mình bỏ rồi mà. Chả nhớ, anh, bỏ chưa? Anh bỏ rồi em chào mà. Anh Thành. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giúp em nhé. Đang có like, mọi người chắc là bóng đá xem nhiều quá nên là bị ao ra ngoài. Mọi người chia sẻ bài giúp em với ạ. Dương Bùi ơi, chia sẻ lại bài giúp chị nhá. Em chào anh Đặng Hồng Hưng, chào anh Quốc Việt Nguyễn, chào anh Nguyễn Dũng. Anh Hùng chưa phát cho anh Lộc, và anh Lộc cũng đang hỏi. Em chào anh Thắng, chưa bù đâu em ơi. Vâng, em cũng nhớ là chưa mà. Tại vì chưa có cái kỳ nào nó tương tự luôn ấy. Hôm đấy em bảo là bù cho anh đi. Chắc là người khác. Em ngại quá thì... Đấy là người khác. Không, hôm nay em bán cây nù nhé. Em bán cây cây nù di linh lai, cây đại ý thảo ạ. Anh này anh ấy cứ bảo là hai cây này với lại một cây này 420k các bạn. Không bán nhé. Mấy chục nghìn có đáng là cái gì đâu. Anh cứ ấy là. Mọi người chia sẻ bài giúp em với ạ. Hello mọi người. Đây anh Thắng anh. Đây thì em cảm ơn anh Hưng đã chia sẻ bài cho em nhé. Anh Thảo Luận ơi, chị Trâm Bảo ơi, anh Hà Đoàn ơi, kêu gọi mọi người chia sẻ ạ. Mọi người chia sẻ bài giúp em với. Để em bán giả hạt nù đây. Nù nứt áo luôn ạ, siêu siêu nù luôn nhé. Cây bà thân bao nhiêu? Đây ạ, cây này là 250k anh nhé. Cây này rất là đẹp, cây này thân tím đây mọi người này. Hy vọng là nó sẽ ra được cái mặt hoa tím bói đẹp như thế này. Hy vọng là sẽ ra được cái mặt hoa tím bói đẹp như thế này ạ. Đây, đây là một cái mặt hoa bói mới ra. Mọi người ơi, mọi người đừng có nhầm cây này với cây trầm nhé. Em đã nói từ trưa nay em like với cả hồi nãy em like thì em cũng đã nói rồi. Cây này nó không phải là cây trầm. Cây này nó là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo. Trên thị trường bây giờ thì người ta cũng đang bán rất là nhiều những cái cây nù. Đây, ví dụ như em có một cái ví dụ tương tự để cho mọi người so sánh này. Đây nó chính là cây trầm nhá. Cái thân nó cái khúc thân của nó này, mọi người sẽ nhìn thấy cái khúc thân của nó như này và nó trồng trong cái chậu nhựa mỏng này này và cái thân già của nó héo queo héo quắt và rất là trắng. Còn cây này thì là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nhá. Cây này sắp có hoa rồi ạ. Tất cả những cái cây này thì đều có xuống lá và đang có mắt nụ rồi nha mọi người. Đều đang có hạt gạo rồi ạ. Chậu này là 250k này. Chậu này là 250k, ba thân nú u luôn. Chả biết so sánh với cái gì luôn. Đây. Đây. To ú u luôn. Cây chậu này chốt 200k thì em không chốt được đâu anh Thắng Anh ơi. Chậu ba thân tím đẹp như này em không chốt 200k được đâu anh. 250k chậu này là gọi là giá quá đẹp luôn rồi. Em chào anh Vũ Gia Vũ, anh Vũ Gia Vũ chia sẻ bài cho em nhé. Em cảm ơn anh Khiêm nhiều nhá. Đây, chậu này là 250k. Thân tím này. Anh ơi, chậu này 250k, anh Thắng Anh chốt đi. Quá đẹp luôn. Còn nếu mà chậu 200k thì em chốt cho anh chậu nhỏ hơn nhé. Đây, ví dụ như chậu kia hai thân thì em cũng chỉ chốt 200k thôi. Chào Hồng Đặng, chào anh Dương Phạm. Đây, cây mập nú u luôn. Mọi người chuẩn bị được ngắm hoa rồi. 200k thì em sẽ chốt chậu nù nhỏ hơn này. Hai thân nù nhỏ hơn này, em chốt 200k bao ship nhỉ? Em không bao ship đâu anh ơi. Em bán hàng giá tốt rồi mà anh. Có... Em chào anh Đỗ Mạnh Hải, chào anh Cương Đinh. Đây ạ, mọi người cho mọi người xem này. Cái thân già của nó bị bám rêu thôi. Chứ thật ra cái thân già của nó tím lịm luôn nhá.
Chia sẻ, em cảm ơn anh Hà Đoàn. Bao ship gộp đơn anh ơi, em không bao ship đâu anh. Đơn trước em bán 220, anh em bớt xuống 200 rồi mà. Có lời lãi được bao nhiêu đâu anh. Thật đấy mà. Nói mãi bán được đơn hàng lời lãi bao nhiêu đâu anh. Mà bao ship thì anh cứ sởi lời lên, biết đâu lại ra mặt hoa đẹp, lúc đấy mấy chục ngàn ship nó chả đáng là gì anh. Ra được mặt hoa đẹp thì cây nó lại tăng lên giá trị gấp biết bao nhiêu lần, đúng không? Mình thích thì mình chốt đi anh ạ. À, em nói thật đấy. Đây chậu này 200k này. Chậu này là 200k, 220k một đơn. Không đâu, chậu này 250 anh nhá. Chậu này rất là đẹp, chậu này cực kỳ tương lai luôn đấy ạ. Cây siêu nù à? Chú Hưng ơi, sáng mai cháu gửi hàng cho chú nhé. Hôm nay cháu bị bận chưa kịp gửi hàng chú ạ. Đây có chậu siêu nù đây anh này. Anh Thắng Anh ơi, anh Thắng Anh ok đi. Anh Thắng Anh ok đi anh ạ. Chậu đấy rất là tương lai đấy, chậu này siêu nù nhá anh. Đây em so sánh với cái thỏi son vuông rất là to cho mọi người xem này. Đấy. Đó, nù luôn nhá. Anh gì nhở, anh Chí Thanh lấy chậu này này. Anh đấy Chí Thanh lấy chậu nù này. Em chốt chậu này 230k này. 230k chậu nù này nhá. Em chào anh Quý. Nào anh Thắng Anh ơi, anh Thắng Anh có quyết định không nào? 250 chậu 3 thân mập u thân tím, quá đẹp luôn. Em chào anh Quý ạ. Anh Quý hôm nay anh Quý mua gì ủng hộ em đi. Em chào anh Trần Hà Tiên đây. Hello sếp Hùng. Đây chậu này hai nú 230k này. Chậu nú 230k. Anh Thanh ok không ạ? Quá đẹp nhờ sếp Hùng nhờ. 230k. 230k chậu này nhá. Cây nù Di Linh lai cây đại ý thảo, anh chốt 230k rồi. Rồi ok, em chốt cho anh Quý Nguyễn nhé. Cây nào cũng đẹp anh ơi. Anh Chí Thanh ơi, 500k hai cây nào anh? 500k hai cây nào anh Chí Thanh? 500k hai cây nào anh ơi? À ý là gộp với cái cây hôm chiều nay hả? Em đẹp ấy xin nhìn hoa. Em chào anh Nguyễn Sơn. Anh Nguyễn Sơn hôm nay mà không sưu tầm một chậu nù ấy là hơi phí đấy nhá. Còn đến có chứ anh, em sẽ bù cho anh một cây kia nhá, một cây mũi hồng nhá. Dính này cũng nhỉ. Một cây lúc trưa nữa. Em chốt cây này rồi, để em lấy cái nú khác cho anh nhá. Cây lúc chiều 290. Được rồi, để em lấy cho anh một cây nú. Anh lấy cho em một cái cây nú đây. Đây anh này. Cây này nú luôn anh nhá. Anh Nguyễn Chí Thanh ơi, đây. Cây này đây, em đây là cái thỏi son hình vuông nhá. Đây là cái thỏi son hình vuông, em so cho anh xem này. Đấy, so với cái thỏi son hình vuông này. Được chưa? So với ngón tay cái này. Đây, thêm chậu này nữa này. Chậu này đang nứt các cái hạt gạo ở đây anh nhé. Anh ok là hai chậu 500 luôn. Vâng, anh Khánh Linh Đoàn ơi, anh Nguyễn Chí Thanh ơi, anh ok không? Chậu này nú luôn này. Đang lên mầm gốc rồi anh nhé. Đang lên mầm gốc rồi, anh Chí Thanh ok đi ạ. Anh Chí Thanh ok là 520 chậu nhé. Ok anh. Anh ơi, cây này là cây nù Di Linh lai với đại ý thảo nhá. Giả hạt nù Di Linh lai với đại ý thảo nhá. Là nù giống chủ. Vâng, đúng đấy ạ. Cây nù Di Linh lai với cây đại ý thảo hoa Tết nha mọi người. Thân mập đẹp lắm luôn. Ôi chết rồi, cây này em chốt rồi mà. Lấy cho em một cây nữa. Lấy cho em một cây nù nữa. À đây rồi, đây. Ôi giời, thấy thật anh kêu thở. Này bán hàng rất là tặng hay chết. Em chào anh Huy Hải ạ. Chào anh Chiên Bùi, chào anh Nguyễn Văn Tuấn. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với nhá.
Đây ạ, tiếp tục. Tiếp tục một chậu hai thân này, tiếp tục một chậu hai thân này. Cho mọi người xem này, nù nứt áo luôn nhá. Đấy, lá rất là cứng, nù nứt áo luôn, lá rất là cứng. Cây có nù giống người bạn có. Trời ơi, sao em lúc em chốt cho anh cây đấy rồi anh lại bảo là anh lại bảo với anh Thành là anh thích chậu chậu dài, dài thì nó sẽ không nù bằng 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 ngắn đâu. Đây, chậu này em chốt 200k này. Nù nù nứt áo luôn hai thân nhá. Chậu này em chốt 200k, đang nứt hạt gạo rồi. Đây cho mọi người xem này, mọi người nhìn thấy không ạ? Đang nứt hạt gạo đây. Chậu này 200k. Chịu cho anh cây bé quá. Thế giờ anh chốt thêm đi. Giờ nhiều cây to đây, anh chốt thêm đi đây. Đây đang nứt hạt gạo rồi nhá. Cây này em chốt 200k. 200k luôn ạ. Đây về mọi người cắm một cái que như này là cho nó đứng lên để nó phát triển này. Sắp được ngắm hoa bói rồi nhá, 200k chậu này. He he. Em phải cho anh cây nù cơ mà. Thế lúc anh không chọn cho anh cây nù. Em chào anh Trần Tuấn ạ. Đây. Thế bây giờ anh chốt lại cây nù khác đi anh. Không mai đem cái đấy. Không bảo anh đem cái đấy. Không thì mai anh bây giờ anh thích cây nào anh chốt đi. Anh chốt đi xong rồi là mai anh đem cây đấy xuống đây anh đổi. Anh ở đây tức là như thế này này, lẽ ra thì cái bầu lá của nó sẽ ôm vào thân cây nhưng mà nó rất là nù hay là nó nứt ra như này thì người ta gọi là nù nứt áo đấy ạ. Một cái dòng cây rất là hot luôn. Cây chậu này em chốt 200k nhá. Chậu này em chốt 200k này. Ai thích chậu này thì chốt cho em 200k chậu này. Đấy anh tìm xem có chậu nào nữa thì để cho. Bảo anh chốt trên like này đi. Thế bây giờ anh chốt trên, anh thích cây nào bây giờ anh chốt trên like này đi. Xong rồi là em sẽ đổi cho anh luôn. Anh thích cái nào anh chốt lại cái đấy. Là quyết định của anh luôn. Đây ạ. Chậu này 200k nha mọi người. Quá rẻ luôn ạ. Cho mọi người xem một số những cái mặt hoa bói. Anh Đinh Hải Hân. Đây cái cây này em rút mất cái que trống rồi nên là nó đang có không chắc lắm này. Bây giờ em lên hàng xong anh thích cây nào thì anh chốt nha. Đây có ba cái mặt hoa bói ạ. Một cái mặt hoa thì tím ngắt, tím đậm như thế này, tím cả lưỡi cả cánh luôn. Một cái mặt hoa thì hơi nhạt hơn một tí, hơi nhạt hơn một tí. Cho anh cây vừa xong. Cây vừa xong là cây nào? Cây vừa xong chốt cho người ta. Cây vừa xong em chốt rồi anh ạ. Để em chọn cây nù khác nhá. Có anh ơi, cái này hoa Tết. Anh Hùng ơi, hôm nọ là cây mũi hồng lai. Cây mũi hồng anh nhé, cây mũi hồng lai với cây cánh trắng mắt đỏ. Đây chậu này 200k. Chậu nù này 200k này. Nù nứt áo luôn, hai thân. Đây cái này là đang có mắt nụ rồi đây ạ. Cho anh xem cây nù nhất. Đây, anh chọn cho anh cái cây nù nhất đi. Cây nào cũng nụ như này. Cái lô này cây nào nó cũng nù như cây nào. Em chào anh Đặng Kim Trọng, chào anh Hoàn Nguyễn nhé. Đây, mọi người nhìn thấy nó nứt hạt gạo đây ạ. Cây này là em chốt 200k này. 200k chậu này nhá. Đây. 200k chậu này. Đây lấy cho anh cái chậu nù nhất đi xem nào. Em chả biết là nù nhất của anh là như thế nào. Em thấy cây nào nó cũng đẹp, cây nào nó cũng nù. Em không biết nữa. Đây anh ơi. Vâng, chào anh Nguyễn Văn Toàn, chào anh Đình Vũ Nguyễn nha. Bao tiền ship với em? Anh ơi, tiền ship á? Tiền ship thì do bưu điện thôi anh. Chậu này anh ở đâu còn phụ thuộc vào anh ở đâu nữa chứ. Anh Huy Hải ở đây. Cây này được không? Hoặc là mai anh xuống anh chọn đi. Em phải thấy này là nù lắm rồi. Bây giờ anh xem bây giờ em cứ bán cây nào. Đây cây này anh ok không ạ? Em cứ lên cây xong rồi anh thích thì anh chốt nhá. Chào anh Phong Lan Đình Thịnh, chào anh Đoàn Tuấn. Đây chậu này, chậu nú u luôn nhá. Chậu nú u, chậu này em chốt 220k này. Chậu này cao lắm rồi, 30 cm rồi, đang có nứt hạt gạo rồi ạ. Đây nha mọi người, các cái mắt này đều đang có nứt hạt gạo rồi. Mọi người sắp được ngắm hoa bói nhá, 220k ạ. Ok, đây anh để riêng cây này thôi. Chọn cho anh
hai cái tí Tên là mình. gì? Huy à? Là gì ạ? Anh Liệu Đặng Xuân ơi, cây này là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh nhá. Anh Đình Vũ Nguyễn. Anh Đình Vũ Nguyễn ơi, em chốt cho anh cây nù khác nhá. Anh lấy cho em một cây nù khác để chốt cho anh Đình Vũ Nguyễn. Anh Đình Vũ Nguyễn, để em lấy một cây nù khác đây, nhiều cây nù lắm. Cây nù một thân nù hay là nù vui à? Đấy 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 đấy, trước mặt anh. Đấy bên cạnh, đúng rồi đấy. Đấy đấy đấy, chính xác. Đấy, Đây. đấy, đấy, đấy. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo ạ. À? Anh Minh Phạm chốt cái gì anh ơi? Em có bán kèm đâu. Đây. Cây này đang xuống lá cho hoa rồi nha mọi người, đang có xuống lá rồi ạ. Đây, nù như ngón tay cái luôn. Đây, chậu này em cũng chốt 220k này. Wow, đẹp quá, cây này nụ mắt nào cũng nụ luôn mọi người ạ. Nó bắt đầu xuống lá nha, mắt nào cũng nụ luôn. Cây này chốt 220k này. Mọi người chốt giá tiền kèm số điện thoại, em chốt cho anh rồi, anh Huy Hải nhá. Cây này có ra hoa không? Sao lại cây này có ra hoa không mà sao hả anh? Có mặt hoa bói thôi anh Toàn ơi. Có ba mặt hoa bói nhá, em cũng chưa biết là nó ra vào mặt hoa nào. Ok, em chốt cho anh Cương Đinh 220k nhé. Anh Cương Đinh ơi, mọi người chốt thì cho em xin lại cái số điện thoại với ạ. Em mất cái sổ kia rồi, 220k anh Cương Đinh. Em chào anh Nhân Võ Thanh nhá, mọi em cứ lên, mọi người thích chậu nào thì mọi người chốt chậu đấy ạ. Đây có một cái chậu này thân tím. Có một cái chậu này thân tím này. Có một cái chậu này thân đốm tím kẻ chỉ tím này, thân đốm tím kẻ chỉ tím lá tre nhá. Đây cho mọi người xem ba mặt hoa bói. Vâng chị Trần Thị Mỹ Hạnh ơi, cây lai mà chị, cây lai nhá. Hạt phần hoa của cây nù di linh lai với hạt phấn của cây đại ý thảo nhá. Cho nên nó là cây giả hạt lai nù nhá. Đây. Đây là một mặt hoa này. Đây là một mặt hoa bói này. Đây. Nó đậm như vậy, còn một mặt hoa khác thì nó nhạt và lưỡi trái tim như này. Rồi ok anh Cương Đinh nhá. Và đây là một cái mặt hoa bói mới nhất này. Đấy, một cái mặt hoa bói mới nhất luôn nhá. Là như này ạ, cánh cánh dài như này, rất là bay luôn. Cây này mà sổ ra rất là bay luôn đấy ạ. Chậu này là em chốt 201 này. Chậu này em chốt 201 này. Mà cái lúc mù đấy cũng hỏi em đây luôn. Thì mai anh em cái đấy trả lại em rồi em anh đổi cái này nhé. Chốt cây này luôn hả anh? Rồi Rồi ok anh em Cương chốt Đinh nhá, em chốt cho anh 201 cây này luôn. mai anh em cái đấy trả lại em cái này. Anh Cương Đinh hai chậu luôn này. Anh Cương Đinh ơi, ok anh nhá, hai chậu luôn ạ. Đây giờ em cây nào Ship em từ mang em để Thái có ghi Nguyên tên cái đấy hết mà. mà ship bắt quá, ship bao tiền hả anh? Đây tiếp tục một chậu nữa nhá. Vâng. Chậu này thì nù nứt áo luôn này mọi người này. Em chào anh Phạm Hiếu. Chậu này nù nứt áo Mai nhá. em vẫn ở nhà anh qua đi. Đấy mọi người thấy không? Nù nứt áo mà mọi người có nhìn thấy. Mọi người có nhìn thấy đây Đúng. là cái hạt gạo này. Rồi. Chị Trần Mỹ Hạnh có ok thì em chốt cho chị chậu này 200k nhá. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh nhá. Đây là Đây. tên gì em nhỉ? Anh Cương Đinh hai chậu luôn. Đây chị nhìn này. Cái này là chị đã sắp được ngắm hoa rồi đấy ạ. Nói có sách mách có chứng luôn. Hạt gạo các cái mắt lá này đều nứt hạt gạo rồi. Anh xem lại chậu anh được không? Anh Huy Hải à? Đây chậu của anh nó là siêu nù. Anh gì nhỉ? Đây em cho cả anh Huy Hải với cả anh Huy Hải chụp ảnh luôn cái đấy. Không có ông. Anh chụp ảnh và inbox đi, mất thời gian quá. Anh Quý. Rồi ok nhá. 46k. Không phải chấp Mỹ đâu anh Đào Khanh ơi. Vâng chị Mỹ Hạnh cho em xin số điện thoại địa chỉ với ạ. Mọi người chốt cây nào thì mọi người còn em giơ lên thì mọi người có thể chụp màn hình luôn nhá. Không em bỏ xuống. Đây anh Quý này. Chậu của anh này hai thân nú luôn, ba thân chứ không phải là hai thân đâu ạ. Anh Quý chụp ảnh giúp em với ạ. Chậu của anh Quý đây nhá. Chị Mỹ Hạnh cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Anh Quý ơi, anh Quý chụp ảnh được chưa ạ? Đau họng quá. Anh viết vậy có nhìn thấy không ấy? Xong mai nó nhiều đơn không nhìn thấy rồi loạn lên ấy, cứ làm cách của em thì cứ dễ hơn ấy. Rồi, em nhận số điện thoại của chị rồi. Anh Dung Đỗ ơi, cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nhá. Tìm cho anh một chậu tím nữa. À đây có chậu tím này đây anh.
Chậu tím này anh nhá. Lá tím, thân đốm tím luôn ạ. Chậu này là 250k này. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh. Làm cho nó khoa học, không có mai không tìm được mệt. Anh ơi đây đủ tím đây ạ. Có gì đâu mà không tìm được nhỉ? Em nhìn phát em thấy ngay cái gì đâu mà không nhìn được mà em cứ phải máy móc cái gì nhỉ? Anh cứ nghe lời em đi. Thế này thì nó làm sao? Không, em không thích. Cho nó rõ ràng, không có nhầm của mọi người, rất là mệt. Anh Phúc Văn Bùi ơi, chậu này 250k anh ok không? Ba thân đủ tím u luôn. Đây anh này. Chấm tím này. Mọi người yên tâm nhé, em đã dán băng dính rồi, viết tên cho mọi người rồi, là không có sợ nhầm gì đâu ạ. Tìm cho anh một chậu hai thân đẹp to. Vâng, loại to hơn ạ. Hai thân đẹp to. Hai thân đẹp to thì chậu này thì lại không tím mấy. Chậu này không tím mấy. Anh cho em có chậu nào hai thân đẹp mà to không anh? Anh chờ em tí nhá. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo ạ. Không phải, em muốn làm như thế để cho nó đỡ lẫn với mọi người, không có mai hàng trăm đơn hàng rồi viết nó không nhìn rõ khó. Lúc nhầm rồi chuyển qua chuyển lại nó rất là mất thời gian và tốn công sức của mọi người mà mất vui đi. Đây là hai thân tím đúng không? Đây hai thân này thì siêu tím luôn nha. Đây anh Phúc Văn Bùi ơi. Đây ạ. Hai cây này siêu tím luôn này, hai thân này siêu tím luôn này. 240k nhá. 240k cho. Ôi, cái này còn lá tím viền nữa cơ. Anh ơi, cái này còn lá tím viền nữa cơ. Đó, lá tím viền nữa. Chậu này 240k. Anh ok không anh ơi? Anh gì nhỉ? Anh Phúc ơi, anh Phúc ok không? Anh Đức một chậu hai thân to đẹp. Một chậu hai thân to đẹp không cần phải xanh hay là tím đi anh. Em chào anh Luân Luận Trần. Anh Nguyễn Văn Quang hãy trêu em à. Chậu hai thân này đẹp không? Liệu Đặng Xuân chốt 240k. Để em đang hỏi anh Phúc Văn Bùi nhé, xem anh Phúc Văn Bùi anh có chốt không hay không thì em sẽ chốt cho anh Quang Phong Nguyễn. Anh Liệu Đặng Xuân ơi, anh chốt kèm số điện thoại giúp em với. Có mặt hoa bói thôi anh ơi. Rồi ok em chốt cái này cho anh Quốc Quốc Phong Nguyễn nhé. Mọi người chốt kèm số điện thoại cho em với ạ. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh ơi, chị cho em địa chỉ chưa? Chưa thấy địa chỉ của chị Trần Mỹ Hạnh như này. Chị Mỹ Hạnh ơi, chị Mỹ Hạnh cho em địa chỉ nhá. Anh Kiên ơi, anh Kiên chốt sau rồi ạ. Anh ơi cây này thắt ngọn rồi mà, về Tết này là ngắm hoa rồi. Cây tím mà dài thì hơi ít. Đây nhá, em đều Phú Châu Ba Vì Hà Nội. Và em sẽ tìm một chậu khác cho anh nhá, anh Liệu Đặng Xuân nhá. Em sẽ tìm một chậu khác cho anh này. Đây em cho anh xem một số cái mặt hoa bói. Đây anh Liệu Đặng Xuân ơi, chậu này ba mầm này. Chậu này ba mầm. Ba mầm cũng thân tím luôn. Thân tím lá tím, viền lá tím luôn. Chậu này ba mầm 250k thôi ạ. Anh có ok thì chốt cho em chậu này anh Liệu Đặng Xuân nhé. Đây cho anh xem mặt hoa bói đây. Hoa bói nhưng mà không phải chậu nào nó cũng ra hoa giống nhau đâu anh ơi. Đây ạ. Đây là một mặt hoa bói thôi nhé. Còn lại thì không phải là chậu nào nó cũng ra hoa giống chậu nào đâu. Chậu này 250k này, anh Liệu Đặng Xuân ok không ạ?
Ôi chỗ này đẹp quá. Ít mới phải tìm. Chốt kèm số điện thoại cho anh chụp hình. Dạ vâng. Đây anh ơi, anh chụp hình đi ạ. Anh Luận Trấn Minh ơi, cây này là hoa Tết luôn anh nhá. Hoa Tết này luôn ạ, đang nứt hạt gạo rồi. Đây này mọi người ạ, đang ở các cái mắt ngủ này đều đang nứt hạt gạo hết rồi nha mọi người. Chốt 250k. Ok anh Dung Độ, anh Dung Đô cho em lên số điện thoại địa chỉ cho em đi. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Anh Liệu Trần Xuân ơi, anh xem anh chốt lại cây nào nhé, bởi vì cái cây lúc nãy thì em đã chốt cho anh Quang Quốc Phong Nguyễn rồi, cho anh chậu hai thân. Ok anh, để em lấy cho anh chậu hai thân. Đây. Chậu hai thân này. Chậu hai thân 240k này. Anh Quốc Phong Nguyễn là xong rồi. Hai thân đó ra ra. Có nhiều chậu thắt ngọn rồi ạ, à. Có để em tìm chậu thắt ngọn nhá. Em chào anh Cường Hoàng Phú Cường. Đây chậu này 240k này. Chậu hai thân. Cái này mọi người sắp được ngắm hoa rồi nhá, nó đã thắt ngọn rồi đấy ạ. Đây thân già này đã xuống lá hết rồi nhá. 240k này, anh Liệu Đặng Xuân ok không? Em chốt chậu ba thân cho 250k này cho anh Dung Đô, Dung Dô rồi ạ. Anh Huy Hải anh chốt sau anh Dung Dô rồi. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nhá anh nhá. Cây giả hạc nù di linh lai với cây đại ý thảo ạ. À. Anh Liệu Đặng Xuân rồi, ok em chốt cây này cho anh Liệu Đặng Xuân luôn. Anh Đức. Anh Đức chờ em tí nha, em lấy một chậu hai thân nữa cho anh Đức nào. Anh Đức chờ tí ạ. Đây có cây xuống lá đấy ạ. Có cây nó gần như xuống hết lá, sắp ngắm hoa rồi, có khi còn còn hoa sớm hơn cả Tết đấy. Anh Luận Trần Minh ơi, hoa thì phải đẹp chứ, em thì chỉ là người phàm mắt thì người trần mắt hột thôi anh. Làm sao mà đẹp bằng hoa được hả anh? Anh có yêu ái em quá không? Anh trai có yêu ái em quá không? Chậu hai thân này. Đây. Đây anh Đức ơi. Có chậu lá viền tím này 240k cho anh nhá, chậu nú luôn này. Đấy. Anh Đức ok cho em chốt luôn cho anh Đức chậu này 240 nhá. Anh cho số cả số điện thoại địa chỉ rồi. Hàng gieo hạt, hàng lai em ơi. Nguyễn Văn Đức, anh Nguyễn Văn Đức ơi. Anh Nguyễn Văn Đức ok chậu này không? Em không bán quế tím hôm nay ạ. À. Luyện Huệ nha, em chào anh Bình. Đây, anh Đức ok cho em một câu để em chốt luôn cho anh đơn này này. Đang ăn nứt hạt gạo hết luôn rồi đấy ạ. Cái này là mùa xuân, Tết hoặc là mùa xuân là mọi người sẽ được ngắm nhé. Ngắm hoa bói nhé mọi người nhìn này. Lá này là lá phi điệp nhé. Lá nhựa luôn, lá nhựa bóng luôn. Rồi, ok em chốt cho anh Đức này. Trên thị trường bây giờ đang có rất là nhiều những cái loại nù nhé. Nhưng mà nó, một số loại nó không phải là cây giả hạt. Nó là cây trầm parasi nhé. Thì mọi người cũng cân nhắc mua giúp em với. Không có lại bảo là sao cô này bán cây nù gì mà giá cao thế. Thì mỗi cái loại cây nó đều có một cái giá trị riêng của nó. Cây cây parasi không phải nó không có giá trị, nhưng nó không sẽ không mắc bằng cây này nhá. Không mắc bằng cây nù di linh lai với cây đại ý thảo này. Đấy. Cây trầm nù đây ạ. Cây trầm nù parasi thì cái thân già của nó này này mọi người, nó trắng xóa và nó rất là khô luôn. Nó khô ơi là khô, chứ nó sẽ không 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 vẫn nù bình thường như là cái cây cây phi điệp này nhá, cây giả hạc này. Em chốt cây này cho anh Đức 240k này. Cái này mọi người không cần phải chờ lâu đâu ạ, sắp được ngắm hoa rồi. Em chào anh Bình. Chìm tìm cho anh đi để gộp. Anh ơi, tìm cho em một cái chậu chậu tím mà nó dài dài một tí, anh ấy gộp đơn với. Vâng anh Phúc ơi, tại vì chốt cho anh thêm một giò hai thân tím. Anh đợi em tìm nhá, cái thân tím thì nó lại hơi hiếm thôi.
Mọi người thích thân tím thì chờ tí nhá. Đây có cây lá viền tím đây ạ. Cây này lá viền tím nhá. Cây này lá viền tím mà có một thân nhá, và một thân hai thân già này xuống lá rồi chuẩn bị hoa bói nhá. Đây này mọi người này. Đó, thì cây này em chốt là 220k này. Cây này lá viền tím đấy mọi người. Cây này lá viền tím này, đây mọi người nhìn thấy không ạ? Lá viền tím nhá. Em chốt cây này 220k. Ai chốt nhanh thì được, sắp được ngắm hoa bói ở đây rồi ạ. Đây mọi người này. Đấy. Thân nó không tím mà kiểu chấm chấm tí. Đây, 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 chậu hai thân tím có không? Bây giờ hai thân tím thì dài dài. Một thân tím dài hay tím dài? Một thân. Chỉ có một thân Giỏ tím. hai, em thích giỏ hai thân tím. Có đây chậu lá viền tím này. Ai vừa hỏi em lá viền tím nhỉ? Chậu này 220k nhá. Cây nù sắp xuống lá đây, cây này sắp xuống lá đây bạn. Xuống một phần rồi đây này. À đây, có một cây cây, có cây nào mà xuống lá? Đây này, hai cây này, đây này. Đây cây nù sắp xuống lá ở đây. Bạn Kiên Orchid nhé. Đây. Hai mầm luôn ạ. Hai mầm luôn ạ, đang đẻ đây một mầm này. Đấy. Nù sắp xuống lá. Đó. Chậu này mình chốt là 230k này. 230k. Anh Dung rồi, chỉ có mặt hoa bói thôi anh ạ, còn chưa có mặt hoa đâu, bởi vì là mỗi cái chậu này nó là cây gieo hạt ấy, mỗi mặt hoa nó đều là một cái dạng biến dị anh nhá. Anh Huy Hải chốt cây viền tím 220k. Đúng rồi, anh Huy Hải chốt cây đấy là bao nhiêu, một cây đấy là bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Anh Huy Hải ở Kia Môn Anh ấy. Đổi cái kia là đổi với cái kia. Chốt 220k. Ok anh Huy Hải nhá. Cây lá viền tím này ạ. Anh Dung Dô, anh chưa cho em địa chỉ à? Cái này là về mọi người săn cái mặt. Mặt hoa chốt. Rồi em chốt thêm cho anh Huy Hải cây viền tím này nhá. Đây cây viền tím của anh đây anh nhá. Bên ngoài nhìn rất là đẹp luôn ạ. Bên nhìn qua màn ảnh ấy thì nó không không rõ lắm, nhưng bên ngoài thì rất là đẹp. Rồi em chốt cho anh rồi nhá. Đây ai mà hỏi chậu xuống lá đây ạ. Chậu này đang xuống lá, đang nứt hạt gạo. Rồi em chốt cho anh rồi anh ơi. Đó, chậu này hai mầm này. Chốt 230k chậu này nhá. Chốt cho anh chậu hai thân lá viền tím. Rồi ok anh Nguyễn Minh Thanh, để em tìm cho chậu đấy có được hai thân không? Một thân thôi, nhưng mà chậu này đẹp lắm. Chậu đấy là đột biến rồi. Đẹp lắm. Anh Dung rồi, anh lấy chậu số 23 thì anh cho em số điện thoại địa chỉ với à, anh cho em địa chỉ với nhá. Anh không lên địa chỉ thì em biết gửi hàng cho ai à anh ơi. Anh nhá. Anh lên địa chỉ cái chậu chậu 200 ba mầm 250k này cho em với. Đây ạ, à, em bán một chậu thân lá đẹp nhé. Đây ạ, à, chậu này thì sẽ mắc hơn một chút. Chậu này là dòng lá giống như kiểu là lá gọi là lá đột rồi đấy ạ. À. Nó tím rất là nhiều. Tím rất là nhiều nhá. Tím đây, đốm lá cũng đốm tím luôn ạ. À. Lá cũng đốm tím luôn nhá. Lá đốm tím này, lá tre này, lá tre nhọn này, viền tím này, mọi người nhìn đi ạ. Viền tím nhá. Lá đốm tím từ trên xuống dưới luôn. Đấy. Mọi người nhìn đi. Chậu này em chốt 300k này. Có hai chậu như thế này thôi nhá. Có hai chậu mà lá đặc biệt như vậy thôi ạ. Bên ngoài rất là đẹp luôn. Cây thẳng đứng, có hai chậu lá đặc biệt như vậy. Em chốt chậu này 300k. Em chào anh Dũng Phạm, của anh đâu? Chưa tìm được cái chậu nào mà nó hai thân mà nó lại tím giống yêu cầu của anh cơ. Đây. Đây mọi người này. Chốt bù đơn, anh Hạnh bù. Em không em bù. Rồi ok, em chốt cho anh Hạnh bùi nhá. Chưa, anh bị gãy một cây. Anh không ăn rồi. Còn một chậu nữa cũng chốt 300k luôn. Còn một chậu nữa. Còn một chậu nữa em chốt tiếp cũng 300k này. Em đã chốt chậu đấy rồi nhá. Còn một chậu lá như vậy nữa.
Còn một chậu lá như vậy nữa em cũng chốt 300k luôn này. Có hàng siêu khủng anh ơi. Siêu siêu khủng cũng có nhá. Cuộn băng dính đâu anh à? Đưa em cuộn băng dính đi. Có hàng siêu khủng. Đây, còn một chậu này nữa anh chốt cho em thì chốt 300k luôn này. Rồi ok, chốt anh thắng anh 300k nhá. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo nhé mọi người. Em chốt cho anh thắng anh rồi ạ. Đây đúng không? Anh Luận Trần Minh anh chốt sau rồi nhé. Anh Nguyễn Hoàng, mọi người chốt kèm số điện thoại địa chỉ cho em ạ. Anh Dung rồi, anh còn ở đó không? Chỉ có mặt hoa bói thôi, anh Hoàng Nghiệp Lucky ơi. Tổng là 500k hai đơn. Vâng, đúng rồi ạ, tổng của anh là 500k hai đơn. Không chọn cho anh à, chậu hai thân tím. Đây anh ơi, chậu này ba thân luôn này, anh Nguyễn Minh Thanh ơi. Anh Dung rồi này, anh không lên địa chỉ thì em biết chốt cho ai. Anh Nguyễn Minh Thanh ơi, chậu này ba thân tím luôn anh nhé. Chậu này ba thân tím luôn, em chốt 250k này. Anh Dung Dô, anh ấy vừa chốt mà không thấy địa chỉ. Đúng rồi, hàng Lai nhá, Trịnh Hàng Liên nhá. Anh điện thoại đi xem là ai gọi. Hàng Lai em ơi, cây nù di linh Lai cái đấy, phải hỏi xem có phải anh Dung Dô không. Đây em chốt lại chậu này 250k này. Anh Minh Thanh có ok không anh Minh Thanh? Thì em vẫn đang like nha anh. Thì đây anh Nguyễn Minh Thanh ơi, anh ok chỗ này không? Có mỗi hai cây như vậy thôi anh ạ. Có mỗi hai cây như vậy thôi anh ạ. Anh Dung Đỗ ơi, anh cho em cái địa chỉ cụ thể nhá, để em gửi hàng cho anh. Bởi vì là em rất là bận, không có nhiều thời gian để hỏi lá viền tím. À lá viền tím. Ồ lại chốt mất rồi còn đâu. Anh Dung đố cho em lại cái địa chỉ nhé. Có thêm, anh ấy còn lá viền tím không? Cho em chậu nào. Đây rồi. Dạ. Anh ơi đây. Ui dồi. Sao hả anh? Chốt rồi à? Không trả lời anh à? Anh Liệu Đặng Xuân ơi, anh chốt gì? Chốt thêm gì? Lá này em còn đang nghi nó đang đột biến đây này. Em còn đang nghi nó. Em còn đang nghi nó. Chậu này có bán không? Em còn đang nghi nó gì nhỉ? Sọc. Đốm. Đây chậu này nhá. Thôi kệ bán nhá. Về mọi người đây các cái lá nó đều như thế này ạ. Rồi ok anh Dung rồi nhá. Mọi người làm ơn là chốt hàng thì cho em xin luôn số điện thoại địa chỉ. Tại vì là ngày mai là chủ nhật rồi, em sẽ phải đóng hàng để còn gửi cho mọi người nữa. Không có, nếu mà muộn ấy là chiều mai hàng vẫn chưa đi được đâu. Vì mai chủ nhật chỉ có mỗi một chuyến sáng thôi. Thế nên làm sao đến ngày thứ bảy bán hàng là em cứ phải nhanh nhanh xin mọi người địa chỉ. Đây có cái chậu này. Em không đọc comment à. Anh gì ấy hỏi hai chậu thân tím. Anh Liệu Đặng Xuân. Anh Liệu Đặng Xuân ơi, anh em nhìn thấy anh chốt 300k nhưng mà anh chốt sau. Đây cái chậu này. Chậu lá rất là đặc biệt này, em chả biết là nó sẽ như thế nào. Đây nó đang đốm, các cái lá nó đang đốm như này thì không biết là ăn nắng vào nó sẽ thế nào. Chậu này em chốt 300k nhá. Anh Nguyễn Minh Thanh có ok không ạ? Chốt 300k mấy nữa là nó lại ra lá sọc thì thôi. 300k chậu này có ai chậu ai chốt 300k nhà em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Anh Nguyễn Minh Thanh có ok không? Anh Nguyễn Minh Thanh ơi, đẹp quá. Cái này cho tét nắng vào thì cũng nghi ngờ hết này, bởi vì là các lá đều. Rồi ok anh Nguyễn Minh Thanh nhá. 300k cái chậu đặc biệt này anh nhá. Có một số cái chậu đặc biệt thì sẽ chốt mắc hơn một tí. Biết đâu thì sau này nó lại còn giá trị gấp 10 lần đấy chứ. Anh Nguyễn Minh Thanh ok cho em một tiếng nhá. Anh Liệu Đặng Xuân ơi,
Anh thích một chậu lá tím nữa đúng không? Ủa chậu lá cũng đẹp quá. Anh Nguyễn Minh Thanh ok cho em một tiếng chậu này nhá. 300k luôn. Lá đẹp lắm anh ạ. Đây này anh này. Cái này là bị là có nắng rồi ấy, là có nắng rồi mà nó vẫn bạc như thế. Anh Nguyễn Hoàng chốt anh. Rồi anh Dung Đỗ ơi, em nhận địa chỉ của anh rồi nhá. Chậu đấy vẫn là của anh. Bị bệnh. Bệnh sao được anh? Bệnh sao? Cái này em còn đang muốn để lại này, nhưng mà lỡ dơ lên rồi chả nhẽ lại có cây đẹp dơ lên rồi lại để lại thì em mới bán đấy chứ. Tiếp tục một chậu nhá. Chậu này thì gọi là siêu đặc biệt luôn. Chậu này thì tương lai hoa đẹp cực kỳ nhá. Chậu này thứ nhất là lá tre nhỏ này. Lá tre nhỏ này mọi người này. Thân tím này. Cho xem hàng được không? Anh Dung đâu? Đây anh chụp ảnh luôn đi. Chậu ba thân của anh đây, 250k của anh đây, ba thân tím của anh đây, anh Dung đâu? Anh chụp ảnh luôn đi ạ. Thân nù u như này nhá. Về mà anh không nhận mà nó không thân nù là anh cứ trả hàng cho em luôn. Nù u luôn. À, nù cây nù di linh lai với cây đại ý thảo công vinh ạ. Đây em đang giới thiệu dở cái chậu này đẹp quá. Đây. Tùy chậu anh Đào Tấn ơi, cái chậu lá tre nhỏ mà thân tím lá tím này thì em chốt là 300k nhá. Rau gì mà đắt vậy anh ơi? Rau tiến vua. Đây anh đã chụp được ảnh chưa anh ơi? Chậu của anh này nù này. Đấy. Lá xếp đẹp luôn. Lá cứng như lá nhựa luôn này. Lá cứng như lá nhựa luôn. Anh chụp được ảnh chưa anh? Chắc là chụp được rồi đúng không? Giơ lại lần nữa cho anh chụp nhá. Được chưa anh? Đó, chậu một cái chậu, thêm một cái chậu đặc biệt nữa này. Em bán hết những cái chậu đặc biệt trước nhá. Có một số những cái chậu đặc biệt thôi ạ, trong mấy trăm cây mà có 3 4 5 cây đặc biệt. Vâng, đúng rồi anh Tiến Còi ơi. Làm thuốc chữa bệnh béo cho làm thuốc chữa bệnh cho nó béo cho những người còi anh ạ. Anh mà muốn cải thiện vóc dáng thì mua về uống nhá. Đây. Lá mảnh này, lá mảnh nhỏ này, thân tím này. Mọi người nhìn thân của nó đi ạ. Nó. Chậu này 300k. Ôi. Chậu này nó rất là giống. Nó rất là giống cái lá của nó mảnh dài, rất là giống với cái chậu mà nó ra cái mặt hoa bói này này. Nó ra cái mặt hoa bói này, lá nó rất là giống, nó mảnh dài ấy, nó không không tròn. Đấy, chậu này em sẽ chốt 300k nhá. Mặt hoa này cây gieo hạt thì không bảo hành được mặt hoa đâu, bạn Phi Điệp Phú Thọ ơi. Cây gieo hạt, cây lai thì nó không bảo hành được mặt hoa đâu, bởi vì mỗi cây thì nó sẽ có những cái sự đột biến khác nhau nhá. Nó sẽ không 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 gọi là úp nguyên một form đâu. Đây, ai chốt chậu này cho em 300k này. Đây, lá dài giống khá là giống với cái chậu mà nó ra cái mặt hoa này. Đây, thân này. Thân tím lịm luôn, chậu này 300k nha mọi người. Đâu rồi anh gì nhỉ? Anh gì vừa hỏi có chậu đặc biệt bảo anh đấy, không thấy đâu. Em chào anh Đào Thắng. Anh Đào Thắng ơi, cây này cây nù di linh lai với cây đại ý thảo cho nên là nó chưa có mặt hoa. Đâu cây nào? Đâu, lá nhựa. Đây em lên tiếp một cây lá nhựa nhá, cây lá tre này chưa ai chốt thì em sẽ lên cây lá nhựa này này. Wow, cây này đẹp thế. Em chào anh Đỗ Tiến Lực nhá. Em lên một cây lá nhựa bóng này. Mọi người nhìn đi ạ. Wow. Lá này đúng đúng chất lá nhựa luôn. Đổi đơn này cho anh. Ok anh Thanh nhé. Em đổi đơn này cho anh. Vừa anh Thanh chốt cây gì nhỉ? À anh chốt cây lá đốm à. Cây lá đốm này cũng đẹp. Vậy em lại có một cây lá đốm. Em chốt cho anh Thanh rồi. Anh Phúc ơi, em chốt cho anh Thanh rồi nhá, em sẽ
cây lá đốm ạ. Em bán lại chậu lá đốm nha. Em bán lại chậu lá đốm, tất cả các lá đều đang đốm đây ạ. Lá đốm nhiều, lá đốm ít nhá. Đây. Lá đốm nhiều, lá đốm ít, chậu này em bán 300k này. Tết có hoa không em? Anh ơi, cái này là hoa Tết đấy. Cái này chính là hoa Tết đang xuống lá rồi đây anh này, các cái mắt nụ đang nứt rồi đây này anh này. Đây mọi người ngắm cái chậu lá nhựa này đi ạ. Kiểu lá của cây giả nó như thế nào thì lá của cây này nó như vậy luôn, em không dám cầm mạnh, sợ nó gãy luôn ấy. Nó rất là cứng luôn. Chốt cho anh hai chậu nhựa, hai chậu chưa? Chậu lá tím. Anh hiểu đặng xuân. Vâng, để em tìm một chậu hai thân tím cho anh, em tìm một chậu lá tím biền cho em nữa để em chốt cho anh Liệu Đặng Xuân. Vâng, để em tìm lại cho anh, chỉ cho anh Liệu Đặng Xuân. Anh Liệu Đặng Xuân ơi, anh chốt chậu này đi này, chậu lá đốm này này. Chậu lá đốm này em chốt 300k này. Đây, còn chậu lá nhựa này em chốt 260k này. Ủa, nếu mà cái lá của cây giả nó như thế nào thì lá của cây này nó như thế luôn. Một cây, một chậu lá tím biền nữa. Anh Liệu Đặng Xuân đây, chờ em tí thì em chốt cho anh luôn nhé. Hôm nay á, em bán khi nào hết hàng thì thôi, Black Friday luôn. Anh Hải Anh ơi, dòng này là Tết Hoa đấy anh ạ. Hai thân tím viền có không? Hết tím viền rồi sao ấy. Anh Phúc Văn Bùi gộp đơn 270k. Chốt chậu lá nhựa 260. Rồi ok anh Liệu Đặng Xuân, chốt chậu lá nhựa 260 nhé. Trời lâu quá anh ơi. Nhưng mà cái cây viền tím nó không có còn nữa rồi anh ạ. À. Còn cây nhưng mà nó không được 22 ấy đâu. Em chốt cái này cho anh Liệu Đặng Xuân rồi nha. Em chốt cây lá nhựa cho anh Liệu Đặng Xuân rồi anh Tuấn Vinh ơi. Em chào anh Hùng Phạm Văn. Anh Hùng Phạm Văn chia sẻ bài cho em với. Chào anh Trung Kiên Vũ. Ôi dồi, em còn chưa mang được cây cho anh Trung Kiên Vũ đây. Hôm nay anh Trung Kiên Vũ có chốt thêm chậu nào để em mang này. Đây anh ơi, chậu này lá cũng tím viền này. Đây có một chậu này lá tím viền lại còn đốm nữa nhá. Đây, anh Phúc Văn Bùi có chốt chậu này thì em chốt cho anh này. Còn cái chậu này lá tím viền này, lá tím viền và lá đốm này, 300k chậu này này, anh Phúc Văn Bùi chốt này. Quá là đẹp luôn này. Lá tím viền nhá. Lá tím viền lại còn đốm nữa. Cái này về cho ăn nắng và biết đâu nó lại ra lá đốm thì thôi. Của anh Hai Đơn. Vâng đúng rồi, của anh Hai Đơn, anh Liệu Đặng Xuân ơi. Em chào anh Lệnh Phạm. Anh Lệnh Phạm chia sẻ bài giúp em nhá. Anh Trung Kiên Vũ ơi chia sẻ bài giúp em với. Đây chậu này là. Em chào anh Long Lê Học. Em chào anh Long. Đây chậu này là 300k này. Anh gì nhỉ? Cây nù Di Linh Lai, cây đại ý thảo. Anh Doanh Chu ơi. Đâu rồi nhở? Ai vừa hỏi. Còn mỗi cây này thôi. Còn một cây tím viền này nữa. Đây còn một cây này tím viền này. Thì nó lại chỉ có một mầm thôi. Rồi còn một cây này tím viền thì nó lại chỉ có một mầm thôi nhá. Nó lại chỉ có một mầm thôi. Còn chưa gửi được 10 cây kia cho anh Phương Nguyên. Anh Phương Nguyên ơi, sáng mai em gửi 10 cây kia cho anh nhá. Hôm nay em bị bận chưa gửi được hàng. Còn một cây này tím viền thôi, chậu này em chốt. Đây, một thân này xuống lá rồi ạ. Đang có nứt các cái mắt nụ rồi nhá. Chậu này là em chốt 220k này. Nú luôn. Nú như ngón tay luôn, lá tím viền nhá. Chậu này 220k này. 220k cho chậu này. Đâu rồi, còn những cái gì nữa. Anh Phương Nguyên có lấy mấy chậu nù này về trồng không anh Phương Nguyên ơi? Em chào anh Trần Phương nhé. Chậu này, ai thích chậu dài thì em cũng có chậu dài nhé. Tùng ơi, cây nù Di Linh Lai với cây đại ý thảo em ạ. Cây nù luôn. Cái gì?
Anh Thịnh Nguyên chốt 220k. Rồi ok. Anh bật cho em cái quạt nhỏ nhỏ lên đây. To dài là được. Cái này thì cũng to vừa vừa thôi anh ạ. Cái này thì nó chưa được đúng yêu cầu của anh lắm đâu. Rồi ok, em chốt cho anh Thịnh Nguyễn nha. Anh Thịnh Nguyễn cho em số điện thoại địa chỉ với. Anh Nguyễn Hoàng chốt sau rồi. Chốt hai thân lá viền 280k anh Ngọc Quốc lên. Anh cứ trả giá em làm gì? Anh Thịnh Nguyễn cho em xin số điện thoại địa chỉ với nhé. Thịnh Nguyễn là 220k. Anh Nguyễn Hoàng lại chốt sau. Anh Thịnh Nguyễn hình như mua hàng của em rồi mà em không nhớ là số điện thoại địa chỉ để đâu nữa cơ, anh cho em xin lại nhé. Anh Hồng Quốc Lê ơi, chốt đốm 300, ok anh Hạnh Mùi nhé. Thật chứ em bán cây có lời lãi bao nhiêu đâu mà anh cứ trả giá em nhiều thế. Rồi em chốt cho anh Thịnh rồi nhá. Em bị hay quên đấy. Anh Hạnh Bùi cộng 300k nữa. Chốt 300k cho anh Hạnh Bùi này. Em nói thật đấy là em không có bán đắt đâu. Em không có nói thách gì nhiều đâu. Nên là anh cứ trả giá em làm gì ở anh Ngọc Quốc Lê. Em nói thật luôn là chỉ lãi lời chút chút xíu xíu thôi. Còn công đóng hàng còn các kiểu trên đời nữa. Cho nên là anh ưu tiên em gái một tí nhá. Rồi anh Thị Nguyễn, anh Hạnh Bùi em chốt xong rồi nhá. Em tiếp tục lên một chậu nù siêu phẩm này. Đây có một cái chậu này hai thân lá tre xanh sạch. Hai thân lá tre xanh sạch tuyệt đối. Nếu mà anh Nguyễn Hoàng có thích thì em sẽ ưu tiên cho anh Nguyễn Hoàng này. Hai thân này thì lá tre xanh sạch tuyệt đối nhá. Đây, lá tre xanh sạch tuyệt đối. Anh mà ok thì em sẽ chốt cho anh đơn này là 220k. Anh Nguyễn Hoàng có ok không ạ? Chốt mãi không được. Cho anh hai thân to dài không tím cũng được. Rồi, hai thân to dài anh tìm cho em một chậu hai thân to dài không tím cũng được đi. Đây. Anh Phúc Văn Bùi ơi, chậu này nhá. Chậu này lá xếp này. Hơi kẻ chỉ tím. Lá thì cũng tím viền. Đây, lá tím viền. Đây, chậu này đúng yêu cầu của anh. Giao hàng chậm cho em được không chị? Giao hàng chậm á? Được, nhưng mà chỉ sợ là lỗi cây của anh thôi anh ơi. Đây anh Phúc Văn Bùi ơi, chậu này nhá. Được chưa? Lá tím chưa? Đấy, hai thân này. Lá xếp luôn nhá. Chậu này 240 này. Chậu này 240. Anh Phúc Văn Bùi ok là em dồn đơn luôn này, 240 này. Giao hàng chậm cũng được nhưng vấn đề là sợ đi lâu nó xấu cây sao. Chào Phượng Hoàng Anh nhé. Đây chậu này 240 lá xếp. Lá tím đúng yêu cầu của anh, kẻ thân kẻ chỉ tím đấy ạ. Anh ok cho em đi. Anh Phương Văn Bùi ơi, em chưa thấy anh ok, không biết anh có chốt không ạ. Phượng Hoàng Anh ơi, chia sẻ bài cho chị với. Chia sẻ bài cho chị với nha. Khát nước quá. Chốt 220k gộp đơn. Dương Bùi ơi, em chốt cái đơn này 220k đúng không? Em chốt cái đơn lá tre xanh sạch tuyệt đối này 220k đúng không? Ừ, chị cảm ơn em nhá, dạo này hàng hóa thế nào em. Anh Luận Trần Minh ơi, anh chốt chỗ đó là anh chốt chỗ nào?
Cây này chưa ra hoa được. Đúng rồi, cây này thì còn đang đi ngọn anh ạ. Nhưng mà cái thân này nó có thể là sẽ ra hoa bói đấy anh. Thân này nó có thể là sẽ ra hoa bói đấy ạ. Dương Bùi ơi, chị chốt cho em chậu này 220k nhá. Em ok đi em. Anh Luận Trần Minh chốt chậu đó là chốt chậu 240 đấy hả anh? Luận Trần Minh. Anh cho em số điện thoại địa chỉ anh Luận Trần Minh nhá. Trời ơi, chưa ra hoa được. Rồi, ok anh Luận Trần Minh. Dương Bùi ơi, thêm một chậu này của em nữa nhá. Thêm một chậu này của em nữa này. Ôi giời ơi, không còn chỗ để nữa rồi. Vẫn thế chị ạ. Vẫn thế chị ạ. To dài hơn muốn xem hoa cơ. Đây, để em tìm cho anh ạ. Đấy, anh Luận Trần Minh cho số điện thoại địa chỉ anh Luận Trần Minh ơi. Dương Bùi cộng 220 này. Không thể, ô sao em phải chốt 220? Em không thích mà em cứ chốt 220 thì chị biết sao. Chị thấy em chốt 220, chị tưởng em chốt chỗ đấy. Anh Luận Trần Minh lên số điện thoại địa chỉ cho em với ạ. Thế chờ chốt chỗ khác nhá. Chờ chốt chỗ khác cho bỏ gửi đơn nào. Đây chỗ này 240, anh Luận Trần Minh đâu rồi? Thì cứ gì cứ giữ vẻ thị trấn lấp vô anh ơi, em không dịch được luôn. Cứ giữ vẻ thị trấn lấp vô Đồng Tháp là gì anh? Anh Tạo Hoàng Hải ơi, cây này là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh nhé. Anh Luận Trần Minh ơi, anh viết lại của em với. Thật luôn là không xịt được ấy. Anh Luận Trần Minh. Anh Tạ Hoàng Hải ơi, cây nù đẹp lắm, anh có chốt chậu về ngắm này. Anh Luận Trần Minh xong rồi nhá. Anh comment lại cho em là xã nào ở thị trấn lập võ thì em chả nhìn rõ luôn. Đây lên tiếp một chậu u này. Lên tiếp một chậu u đang có chậu này sắp được ngắm. Anh ơi, anh Phúc Văn Bùi, anh em có một chậu hai thân sắp được ngắm hoa. Đây em có chậu này sắp được ngắm hoa nhá. Cho xem lại giò lá tre xanh sạch. Đây anh ơi, giò lá tre xanh sạch đây anh. Anh Minh Đình Văn ơi, giò lá tre xanh sạch đây anh nhé. Đây ạ. Chuẩn lá tre luôn đấy ạ. Dạ hàng Duy Linh Sơn đồ ra bố có không em? Dạ em không hay không ạ. Thị trấn Lấp Vô tỉnh Đồng Tháp em gái ơi. Dạ vâng anh nhé. Em cảm ơn anh. Tức là thế ở cái thị trấn đấy là anh ở khu mấy? Để lúc em nhập địa chỉ vào máy tính ấy để cho nó nhìn rõ. Đây anh Phúc Văn Bùi ơi, chậu này nhá, xuống lá hết rồi đây này, chuẩn bị xuống lá hết rồi. Em chỉ có cây nù di linh này lai với cây đại ý thảo này. Chậu này 220k lá tre này. Anh Minh Đình Văn có chốt không ạ? Anh Minh Đình Văn có chốt không? Chậu này là sắp được ngắm hoa này, đang có xuống lá các cái mắt nụ đây ạ. Các cái mắt nụ này. Đó. Chậu này em chốt 250k 3 thân này. Ba mầm mập ú u luôn này. Nứt áo luôn. Chậu này 250k nhé. Chậu này 250k. Hôm nay mọi người đi xem bóng đá lại buồn thiu. Sắp hết bóng đá chưa để cho em còn bán hàng nào. 9:30 rồi. Đội tuyển nước nhà
vẫn đang. Lá tre cũng là đấy thảo à? Đúng rồi anh ơi, cả cái lô này là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh Minh Đình Văn nhé. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Anh có ok thì chốt cho em này. Đây chậu này sắp ngắm hoa rồi nha mọi người. Hello Phúc Phan đây. Đang có mắt nụ rồi, xuống lá rồi, áo lụa rất là trắng này. Chậu này là em chốt 250k, 3 thân luôn. Hello Phúc Phan có chốt một chậu nú không em? Anh ơi, đương nhiên là hoa thơm rồi anh. Siêu thơm luôn. Dòng này hoa rất là thơm nhá. Dòng này hoa rất là thơm. Mình cứ chả biết chọn thế nào cho vừa ý mọi người luôn đấy. Phúc Phan. Đây. Có một. Hả? Anh ấy bảo là chọn cây sắp xem hoa, mày lấy cây xuống lá sắp xem hoa thì vẫn không thấy nói gì. Đây, tiếp em lên tiếp một chậu nú này. Em lên tiếp một. Hả? Đây, đây. Anh Phúc Văn Mùi ơi đây. Chậu này nhá anh nhá. Chị các phụ huynh ở đây nú luôn nha anh nhé. Đây chậu này 230 này. Chậu này 230. Anh Phúc Mùi Văn có gộp chậu này không ạ? Anh Phúc Mùi Văn ơi. Anh Phúc Mùi Văn ơi, đây hai chậu. Anh chọn chậu nào? Anh chọn chậu 230 hay là chọn chậu 250 thì tùy anh ạ. Em chào chị Diễm nhá, chào Dương Bùi. Dương Bùi lại và em chào anh Khiêm. Anh Phúc Văn Bùi ơi, anh chốt chậu nào? Chậu 230 đây. Hai chậu đều đang chuẩn bị được ngắm hoa nhá. Đây này xuống lá hết rồi. Đây đang chuẩn bị xuống lá nứt hạt gạo rồi nhá. Một chậu 230, một chậu 250 ạ. Thì anh thích chậu nào cũng được. Thì để anh bảo để em chốt cho anh. Em chào anh Tuấn Phan. Anh Tuấn Phan ơi, chia sẻ bài cho em bán thiếu không em? Rồi, em chỉ sợ em thiếu anh ấy chứ. Em thiếu anh ấy chứ anh. Gì phải thiếu em gái mấy trăm nghìn cứ là trêu thôi. Anh Tấn Phan chia sẻ bài cho em với. Anh lấy chậu nào anh comment để em đánh dấu cho anh nhé. Đây ạ, một chậu này là 250 này, đều đang xuống lá chuẩn bị ra hoa bói rồi. Một chậu 230, một chậu 250 nhé. Em thấy anh ghi chốt rồi nhưng mà em không biết anh chốt chậu nào, em lỡ giơ lên hai chậu. Anh Tuấn Phan ơi, chốt một chậu về ngắm hoa thôi. Chốt chậu 230 rồi, ok anh. Anh chưa tính lương. Ok anh, em cảm ơn anh nhé. Nhờ mọi người đang xem bài chia sẻ bài giúp em với. Chậu 230 của anh đây. Xong. Cho anh chậu lá nhựa nứt nụ. Ok anh Tuấn Vinh. Các cái mặt và các cái chậu này thì nó đều đang có nứt nụ rồi. Chào tóc dù, chào Luyến Vũ, chào anh Vy. Anh lấy cho em một chậu lá lá cứng mà nứt nụ với. Em cảm ơn anh Vi Anh đã chia sẻ bài cho em. Anh Nguyễn Vũ Quang ơi, cây này là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh nhé. Anh đấy là anh tên là gì nhỉ? Anh Phúc Văn Bùi cộng với 230k. Em chào anh Hùng Nguyễn. Xong rồi, chậu này với chậu lá tre 450k. Chậu nào với chậu lá tre? Hai chậu này á. Em chốt cái chậu 230k ấy rồi. Hai chậu này anh lấy thì em sẽ chốt cho anh là đâu, cái này là 200 200 400 7 chứ anh. Dạ vâng anh Phúc Văn Bùi nhé, em đánh dấu đây rồi, mai em đóng hàng thì em sẽ gửi cho anh nhé. Giờ giờ để một đống này không biết là tên anh là chậu nào nữa cơ. Đây đây đây, đây. Chậu lá nhựa mà chuẩn bị nứt nụ đúng không? Đây chậu lá nhựa nứt nụ đây ạ, lá siêu cứng, lá nhựa xếp luôn nhá.
Anh Minh Đình Văn này, anh ở đâu? Chốt 2 triệu này 450k à? Rồi ok, anh Minh Đình Văn này, anh ở đâu? Anh ở đâu, anh cho số điện thoại địa chỉ em chốt cho nào. Em ở Hà Nội nhé. Đây chậu lá nhựa đây ạ. Chậu lá nhựa xếp nhé. Đang chuẩn bị có mắt nụ, đang mắt nụ đây ạ. Ai vừa hỏi em là cây có mắt nụ sắp được ngắm hoa thì cây này nhá. Cây này rất là đẹp luôn đấy ạ. Em chốt cây này cho ai nhỉ? Anh Tuấn Vinh ơi, lá nhựa nứt nụ, mạng kém hả anh? Em chào anh Tiến Sumo. Mạng kém mà cây này em chốt 240k này. Anh phải cho em số điện thoại địa chỉ cụ thể nhá anh nhá. Chứ anh đi mua Sơn La là em cũng chưa có biết là gửi thế nào đâu. Vâng, cây giả hạc anh nhá, cây giả hạc lai nụ ạ. Em chào anh Tiến Sumo. Đây. Chậu này là em chốt 240 này. Em chào anh Vi Đăng Cao nhé. Đây, nụ luôn. Đang nứt nụ rồi ạ. Đang xuống lá nứt nụ rồi nhé. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Nụ như cái hạt gạo nó đang lên rồi. Xuống lá nữa là nó sẽ ra hoa đây. Lá nhựa xếp luôn ạ. Cái này lá nhựa xếp luôn nhé. 243 nụ. Rồi ok anh Tuấn Vinh. Anh Tuấn Vinh ơi, anh cho em cái địa chỉ mà nó cụ thể nhá. Kiểu như là địa chỉ gửi thư ấy. Chỗ nào Sơn La? À anh Tuấn Vinh rồi, anh này 31 là anh Tuấn Vinh này. Tuấn Vinh 240. Rồi ok anh Tuấn Vinh. Anh Minh Đình Văn. Rồi anh Minh Đình Văn ơi, em nhận địa chỉ nhá. 0936 3766. Cái số trên số dưới mới đúng hả anh Minh Đình Văn? Gửi hàng chưa người đẹp. Anh Thưởng Lê ơi, sáng mai em mới gửi anh nhé. Chiều nay lúc em đi luôn ấy, em bận chưa gửi được anh ạ. Sáng mai em gửi sớm cho mọi người nhé. Tất cả đơn hàng sáng mai gửi sớm, chung râu cho anh một chậu. Anh ơi, anh thích chậu nào? Anh thích chậu như nào? Một thân, hai thân, nụ nhiều thân như nào? Để em lên các cái chậu xong anh thích chậu nào anh chốt nha, anh chung râu nhé. Cái này là của anh Tuấn Vinh này. Hai chậu này là của anh Minh Đình Văn này. Anh Tuấn Vinh ơi, anh Tuấn Vinh cho em xin địa chỉ nữa nhá. Nù nhiều thân, số điện thoại dưới nhé. Dạ vâng anh nhá. Nù nhiều thân thì anh chờ em gì anh chung râu nhé. Để em chốt xong cái đơn hàng này đã. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ bài giúp em nhé, chia sẻ giúp em lên trang cá nhân với ạ. Bữa nay chia sẻ lên hội nhóm. Em ở đâu để anh đến lấy. Anh ơi em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp anh nhé. Này là của anh Minh Đình Văn này. Anh có đến được không? Nếu mà anh đến được thì đỡ tốn tiền ship. Hai chậu của anh Minh Đình Văn 450 này. Rồi. Chậu nù nhiều thân à? Đây, chậu nù nhiều thân đây anh ơi. Đây, cái này còn nhiều thân hơn này. Cái này là siêu nhiều thân nhá. Em chào anh Thanh Minh, chào anh Đào Xuân. Đây, chậu này siêu nhiều thân, nù này. Nù 4 thân nhá, 1, 2, 5 thân luôn ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Đây thân này đang chuẩn bị là cho anh ngắm hoa rồi nhé. Thân này là đang chuẩn bị cho anh ngắm hoa này. Được chưa ạ? Hạt gạo đây. Còn lá tre không? Anh ơi cái này lá tre đây anh. Cái này lá tre luôn đây anh. Cái này lá nhựa, lá tre mà nhựa luôn đây này. Nú u 5 thân. 5 thân chậu này em chốt 260k. Cho anh hai thân nú lớn, anh Cương Đinh. Hai thân nú lớn. Anh ơi, hai thân nù lớn thì anh hay là anh lấy hai chậu nhá. Anh lấy hai chậu thì nó sẽ nù nhiều này. Anh Cương Đinh ạ. À, thì nó sẽ dài. Nó sẽ 0988400383. Rồi ok anh chung râu nhá. Anh chung râu, anh chung râu cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Em chào anh Dâu Đen Man, lâu lắm mới thấy anh. Ấy buôn bán tốt không anh? Vâng chú Hưng Lê ơi, mai cháu gửi cho chú cây với cả cháu bù cây cho chú nữa nhé. Số 33 này là anh Trung Râu này, 260. Chậu nhiều thân.
Anh cho em xin số điện thoại địa chỉ anh Trung Râu nhé. Đây để từ từ đã. Anh Cương Đinh ơi, hay là anh lấy hai cái chậu này đi. Hai cái chậu dài 50 cm luôn đấy. Chú ơi, cháu có địa chỉ của chú rồi mà. Hôm nay là cháu bận nên cháu chưa gửi được hàng cho ai. Thì là ngày mai cháu sẽ gửi sớm cho mọi người luôn. Thì chỉ trong thứ hai, thứ ba là mọi người sẽ nhận được. Anh ơi, chậu này là nhiều thân nhất có thể rồi đấy anh ạ. Còn nếu mà chậu này thì hai thân thì nó đều nhau dài hơn này. Thì nó chỉ được có 3 thân thôi. Chỉ được có 3 thân nhưng mà hai thân dài. Hai thân dài thì là hai chậu này bằng tiền nhau đều 260. Vâng, hàng gieo hạt nha anh Hùng Nguyễn nhé. Cây nù Di Linh Lai với cây đại ý Thảo. Đây anh Cương Đinh ơi, 430.000 hai chậu nhá. Hai chậu dài mập u u luôn này. Đấy, mập u u luôn. Cái này nó phải dài tầm 450 cm rồi ạ. 450 cm rồi mà sắp được ngắm hoa rồi, thắt ngọn hết rồi anh nhé. Đây là thắt ngọn hết rồi. Anh chốt chậu 5 thân rồi, ok anh chốt chậu 5 thân nhé. Đấy, dài mập u u luôn. Sắp được ngắm hoa rồi anh Cương Đinh ạ, 430k hai chậu. Anh ok, em chốt luôn cho anh này cho nhanh, nhanh gọn. Em có hàng ươm ki không? Dạ không anh nhé, hôm nay em không bán hàng ươm ki ạ. Đây chậu 5 thân của anh ấy nhá, 1, 2, 3, 4, 5 này anh Trung Đông. Anh cho em số điện thoại địa chỉ đi anh. Rồi ok. Anh Trung Đông ơi, chậu của anh đây ạ. Anh Cương Đinh có ok không anh Cương Đinh? Ok anh đến lấy, vâng anh nhá, anh đến lấy. Rồi chốt tiếp hai chậu này cho anh Cương Đinh. Anh Cương Đinh ơi, lúc nãy là anh Cương Đinh có một chậu, hai chậu rồi, bây giờ anh Cương Đinh thêm hai chậu nữa. 430k hai chậu. Vậy là tổng của anh Cương Đinh là 4 chậu đây anh Cương Đinh ạ. Đấy, mua một thể xong rồi là về về ghép vào mấy chậu đẹp để chờ hoa luôn anh nhỉ. Anh Nhật Anh ơi, cây nù Di Linh, giả hạt nù Di Linh Lai với cây đại ý Thảo anh nhá. Anh Cương Đinh này. Đấy. Nào cũng mất công mua. Chào anh Thanh Phạm nhé. Chậu này dài lắm. Đấy. Chào anh Sơn Vinh Mai. Anh Cương Đinh luôn. Đây tiếp tục này, em còn có một chậu này nữa này. Chậu này 3 thân này, 2 thân nù u luôn này. Một thân nhỏ, 2 thân nù u. Anh ơi, nó lên hạt gạo như thế là nó sắp ra hoa rồi anh nhá. Về anh không cần tưới nhiều. Về anh không cần tưới nhiều, cũng không cần chăm nhiều nhá. Là nó sẽ có ra hoa bói cho anh ngắm nhá. Vâng, của anh tổng là 4 chậu luôn đấy ạ. Của anh tổng là 4 chậu luôn. 4 chậu của anh chậu nào cũng đẹp. Thắt ngọn hết rồi anh ạ, ngắm hoa luôn rồi. Tổng của anh là 4 chậu nè. Xong. Anh Phúc Văn Mùa ơi, em chọn mà anh còn không tin tưởng em, thì anh còn tin tưởng ai bây giờ? Anh không tin em thì anh còn tin ai bây giờ? Tiếp này em lên hàng tiếp này. Đây, chậu này định bán 250k mà chốt 3 thân này, mà chốt 240k cho nhanh này. Chậu này chốt 240k cho nhanh này. Ai vừa hỏi đâu một chậu lá tre xanh sạch đâu rồi anh ạ? Đây. Đây có cái chậu này rất là đặc biệt luôn mọi người nhá. Chậu này lá tre xanh sạch này. Em lá tre nhưng mà nó không nù mấy đâu nhưng mà nó lại xanh sạch tuyệt đối luôn. Đây, cái cây này hai cây của anh gửi chưa? Em gửi rồi anh ơi, chắc là đến mai hoặc là thứ hai anh nhận thôi. Mai chủ nhật thì chắc thứ hai. Đây cái lá tre này nó rất là giống với cái lá tre này nó rất là giống với cái bông bói mà nó ra được cái này mọi người. Nó rất là giống với cái bông bói này. Đấy. Cây này này, cây này em chốt là 220k. 220k cho cây lá tre xanh sạch tuyệt đối, không có một cái chấm tím nào đâu mọi người nhá. Xanh sạch 100% luôn đấy ạ. Cao khoảng
gần 30 sen rồi. Hàng lai gieo hạt, đúng rồi anh thanh tra xóm. Em nói mãi giờ là hàng lai gieo hạt chứ em có bảo là hàng rừng đâu mà anh phải khẳng định làm gì. Em chào anh Kiên Đào. Đây ạ. Đang có các cái mắt nụ rồi nha mọi người. Chậu này em chốt 220k này, lá tre xanh sạch luôn. Xanh sạch không tí vết luôn nhá. Anh Kiên Đào ơi, có trăm cây nụ không anh? Chào anh người Tây Nguyên. Em chào anh Trần Minh Đặng Hoàng. Đây chậu lá tre xanh sạch này, 220k, 220k chậu này nha. Quá là đẹp luôn. Chốt xe 300k. Anh người Tây Nguyên ơi, chốt xe 300k là chốt cái gì hả anh? Chốt xe 300k. Ôi cái chậu này tùm đấy. Ôi em có một chậu tùm mọi người ạ. À, chốt 230k. Anh ơi, anh chốt lá tre, anh chốt lá tre này hả? Em chốt có 220k thôi mà anh người Tây Nguyên. Anh người Tây Nguyên ơi, em chốt chậu lá tre này có 220k thôi. Cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Cho anh xem chậu trước em. Chậu này hả anh? Chậu nù này á? Chậu nù này. Đây chậu nù là nhiều thân lắm anh ạ, 5 thân anh nhé. Chậu nù này 5 thân. Anh người Tây Nguyên cho em số điện thoại địa chỉ nhé. Chậu lá tre này, chậu lá tre xanh sạch tuyệt đối này em chốt có 220 thôi, không phải là 230 đâu ạ. Anh có ok thì lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Em chào chào Trần Nguyễn. Đây anh này, chậu nù đây, nù nứt áo luôn ạ. Đây cho mọi người xem này, cái nù nứt áo này đang rất là hot đây này. Đây mọi người, nù nứt áo luôn. Đây chậu này là em chốt 240k này. Chậu nhiều thân này, chốt 240k nhé. Đâu rồi anh người Tây Nguyên ơi? Chẳng thấy anh nói gì. Thì làm sao mà biết là anh có chốt không? Em lại ngồi xé băng dính cho đến khi. Em chào anh Phương Dung. Đây hôm nay anh Phương Dung mà không chốt chậu nú thì hơi phí nhỉ. Hôm nay nhìn như trầm đấy. Anh ấy không phải là trầm đâu nhá anh nhá. Đúng rồi đấy. Anh bảo là nhìn như trầm là có cơ sở đấy. Anh bảo nhìn như trầm là có cơ sở. Bởi vì sao ạ? Trên thị trường bây giờ đang bán rất là nhiều hàng nù nhá. Đây em cho anh xem là người ta bán cây trầm Parasi này nhá. Người ta bán cây trầm Parasi, anh nhìn cái thân già của nó rất là trắng này. Thứ nhất là nó rất là trắng, thứ hai là nó quắt queo này. Nó quắt queo lại luôn. Và cái lá của nó không cứng mà cái lá của nó sờ và rất là mềm. Anh cứ mua hai cây về anh so sánh. Anh mua của em một cây xong rồi anh sang cái chỗ người ta bán cây trầm nù Parasi này, anh về anh mua một cây về anh sẽ thấy nhá. Anh sẽ thấy là nó có sự khác nhau. Chứ nó không phải là cây trầm mà em lại lên đây em ngồi em ra rả em bảo là cây phi điệp để mấy bữa nữa nó ra hoa trầm xong rồi các bác đến tận nhà em đâu ạ. Không tách chậu nữa à? Anh ơi bữa nay mùa đông rồi tách chậu sợ nó tách cây rừng sợ về mọi người chăm nó khó ấy. Cái cây này thì nó sẽ phát triển tốt hơn này. Tự nhiên bây giờ tách ra chốt 240k. Rồi ok anh Ngọc Quốc Lê nhá. Với cả là nó đang xuống lá rồi, nó sắp lên nụ rồi nên là cũng ngại tách ấy anh. Bữa nữa mấy hôm nữa nó có nụ rồi, bắt đầu em tách em bán cho mọi người thì nó dễ hơn nhá. Anh Ngọc Quốc Lê này. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em với anh Ngọc Quốc Lê ơi. Em chào anh Dần, chào anh Phương Nguyên. Xong. Anh đọc tút giúp em ấy, cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh nhé. Em chào anh Vương Trí. Em ước gì? Em ước gì mà có cái máy lặp lại xem cây làm sao trồng được là ok. Hello anh, cây làm sao trồng được là sao hả anh? Hải anh, em ước gì mà có cái máy lặp lại để
để mỗi lần ai hỏi thì nó sẽ lặp lại luôn. Đây anh ơi, anh chụp ảnh đi anh này. Anh yên tâm là em gắn tên anh vào rồi, em không có làm sai đâu ạ. Ê anh chụp ảnh đi anh ơi. Em chào anh Phúc Bồ nhá. Anh Phúc Bồ hôm nay có sưu tầm cây nù không anh? Cây nù Di Linh Lai với cây đại ý thảo này. Cây rất là đẹp luôn. Chụp ảnh đi chưa anh ơi? Cây nhá. Mọi người ghi yên tâm là mọi người chốt cây nào thì em gửi cây đấy. Đã có tên của mọi người ở chậu rồi. Ok nha. Em chào anh Nguyễn Phong đây. Chậu này hai thân mập nú này, so với ngón tay cái luôn nhá. Mập nú luôn. Nú nứt áo luôn này. Đó. Nú nứt áo luôn. Chậu này là em sẽ chốt với giá 230k đi cho nhanh. Bao giờ anh lên anh lấy thì anh cứ lên thôi nhá. Nhà em cây rất là nhiều nên anh không phải lo đâu ạ. Đây chậu này em chốt 230k luôn này. Nú luôn. Được chưa? 230k cho chậu này nhá. Anh đưa cây tiếp cho em hết cây trên bàn rồi. Em chào anh Huy Hải. Wow, đẹp đấy. Wow, lại siêu phẩm nù nữa. Cây nù Di Linh. Lại chạy bão hả anh? Trong cái đăng bão hả anh? Hàng gì thế em? Cây nù Di Linh Lai, cây đại ý thảo nhá. Anh ngắm hoa lệ rơi, ngắm hoa hải vui chứ hải. Ngắm hoa lệ rơi chán chết. Đây em lên tiếp một chậu nù. Anh Dần ơi, có cái chậu này nú này. Anh có thích nú thì anh lấy chậu này. Nú luôn. Anh có ok chậu này không? Anh thích chậu một thân hay là nhiều thân để em chọn cho anh Dần. Chậu này thì nú nhưng mà chỉ có một thân thôi. Đó. Chậu này em chốt 201 này. 201. Chắc đâu lãi đâu 230k phải chốt 201, khổ ghê. Đây, cây nú ù luôn. Nú nứt áo luôn nhá, chậu này 201 này. Đó, anh Dần có ok chậu này không? Anh có ok chậu này không hay là anh thích chậu nhiều thân thì anh bảo em để em chọn cho. Xem cây nào đẹp thì không biết là anh thích cái thể loại nào, bởi vì là cái gu thẩm mỹ của mỗi người nó lại khác nhau ấy. Em đang bán với anh không lẽ mỗi ngày em chỉ bán một mặt hàng thôi anh nhé. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với. Chậu 2-3 thân à? Có chậu 2-3 thân. Đây. Thế anh lấy chậu này đi này. Chậu này 4 thân luôn. Chậu này 4 thân luôn anh Dần ơi. Đây cũng nú luôn này. Nhiều đi. Đây chậu này nhiều thân này, 4 thân. Luôn này. Đây chậu này này. Chậu này nú 250k nhá. Anh Trung Râu ơi, em còn có cây đây ạ. Em còn có cây này là cây năm cánh trắng mũi hồng nhá. Cây năm cánh trắng mũi hồng này thì em bán 100k một cây này. 3 cây là 250k này. 5 cây là em sẽ free ship này. Đấy, cây năm cánh trắng họng hồng. À, năm cánh trắng mũi hồng nhầm. Đây cho mọi người xem mặt hoa này. Em còn có cả cây năm cánh trắng mũi hồng, mọi người có chốt thêm thì chốt ạ. Đây. Anh ơi, em được đậu tậu em điệp thủy nguyên xong à? Anh gọi là tậu hơi nhiều đấy nhá. Đây, chậu này thì hai thân này. Chậu này hai thân này. 230k chậu này này. Chậu này là 4 thân 250k, anh chốt chậu nào cũng được anh Dần ơi. Đấy, chậu nhiều thân đấy ạ. Anh Dần chốt chậu nào hay là chốt cả hai chậu đi anh? Anh Dần chốt cả hai chậu đi này. Về trồng không hết thì tặng bạn bè luôn này. À đấy, chậu này đẹp cho anh Dần thôi, anh Dần. Anh Dần ơi. Hai chậu đó bao nhiêu? Anh ơi, anh lấy hai chậu này đi. Hai chậu này là em sẽ lấy anh 180k đi cho nhanh, cho trôi hàng nhá. Bán lẻ là 100
nghìn một chậu, 2 chậu là 180, 3 chậu là 250, 5 chậu em free ship luôn. Đây anh Dần ơi, chậu đất thân đứng này, thân này sắp được ngắm hoa anh nhá. Anh Dần, chậu này 4 thân này, 250k chậu này. Rồi ok, anh Trung Râu thêm 2 chậu đúng không? Cộng với 2 chậu mũi hồng này. Ok anh nhé, 2 chậu mũi hồng. Mũi hồng là em cứ bán 100 nghìn một cây, 182 cây. Đây đằng sau em rất là nhiều, mọi người cứ chốt xong rồi là em sẽ chọn cây đẹp cho mọi người nhé. 5 cây là em free ship luôn. Anh Dần có ok chậu này không này? Hai thân dài, một thân xuống lá và một mầm ạ. Ok anh Dần nhá. Rồi ok anh Dần, em để anh chậu này 250. Anh Dần có lấy thêm mấy chậu mũi hồng không? Eo ơi, em bán 100.000 một chậu anh bảo em tặng. Em bán rẻ, anh mua 2 chậu hoặc 3 chậu em bán rẻ cho anh đi. Anh Thịnh ơi. Vâng thì em chọn cho anh 2 chậu đẹp Phúc Bồ 250k. Anh ơi, em lấy cho anh chậu khác nha, anh Phúc Bồ nhá. Anh Thịnh Đặng ơi, anh chốt đi, anh chốt 2 chậu đi em lấy rẻ cho. Em sẽ lấy rẻ cho anh nhá. Cho em tiền vốn với, gửi cả chậu. Vâng, em gửi cả chậu cho anh. Anh Phúc Bồ ơi, anh chốt sau anh chốt sau anh gì nhỉ? Chốt sau anh Dần Dần rồi đây. Hay là chậu này 5 thân này. Chậu này tùm luôn 5 thân em cũng chốt 250k. Anh Phúc Bồ có ok không? Nú luôn này. Nú xanh sạch luôn này. Anh có ok không? Thì em chốt luôn cái chậu này cho anh 250k luôn này. Nhiều thân lắm, 1 2 3 4 5 thân lận luôn đấy. Anh chốt xong anh Dần, em đang có hỏi anh Dần, sorry anh nhá. Đây em chốt cho anh chậu này 250 được không? Đây này anh này, nú luôn. Em gửi cả chậu mà. Đây, hay là còn chậu nào nhiều thân đẹp như thế nữa không, để chốt cho anh Phúc Bồ một chậu mà. Anh Phúc Bồ để em ngắm xem là còn cái chậu nào đẹp hơn không nhá. Anh Dần có lấy thêm mấy chậu mũi hồng không? Rồi em biết địa chỉ của anh rồi. Anh Thịnh Đặng ơi, anh Thịnh Đặng lấy 2 chậu mũi hồng đi anh Thịnh Đặng. Anh Trung Râu ơi, cái mặt hoa nù này thì gọi là mặt hoa mói thôi anh ạ. Chỉ có mặt hoa mói thôi nhá. Còn thì mỗi cái cây nó lại sẽ ra một cái mặt hoa khác nhau đấy. Nên là mặt hoa này nó chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi. Đây ạ, nó có 3 cái mặt hoa đã ra, là một cái mặt hoa là tím đậm tím ngắt như này. Một cái mặt hoa là lưỡi trái tim như này. Và một cái mặt hoa là cũng lưỡi trái tim như viền bên ngoài đó, màu trắng nó chỉ mắc nó hồng thôi chứ nó không hồng tất cả nhá. Có 3 cái mặt hoa tham khảo như vậy. Đây anh Phúc Bồ này. Chậu này thì lá chậu lá xếp luôn này. Chịu thôi chẳng. Khổ ghê. Khổ ghê vậy đó. Chốt mạnh lên anh. Đằng nào chả phải chồng anh. Đây chậu này sắp được ngắm hoa rồi anh Phúc Bồ nhá. Đây này, anh nhìn thấy nó nứt hạt gạo chưa? Đó. Đây này, đấy. Cũng 3 thân luôn. Cũng 3 thân, thân này đã xuống lá rồi nhá. Thân này đã xuống lá, đang nứt hạt gạo rồi nhá. Không, lại bé trong lâu rồi. Đây, chậu này anh Phúc Bồ chốt thì em cũng chốt 250k luôn này. Nú luôn này. Đây, đang nứt hạt gạo rồi đây này. Đấy, 250k luôn nhá, anh Phúc Bồ ok đi anh Phúc Bồ ơi. Quá đẹp. Rồi ok em chốt cho anh Phúc Bồ. Em có 5 cánh trắng họng hồng mũi hồng thôi, không có hết 5 cánh trắng Phú Thọ rồi anh Trung Râu ạ. Hết 5 cánh trắng Phú Thọ rồi. Anh Phúc. Rồi. Gửi theo địa chỉ cũ. Dạ vâng anh Phúc Bồ nhé. Em chào anh Hải Bùi. Anh Hải Bùi vẫn chưa sưu tầm được cái gì à anh Hải Bùi ơi.
Anh Phúc rồi. Em chào anh Đinh Trung Kiên, chào anh Hải Bùi, chào anh Hoàng Kiên Trung. Em chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhanh tay chốt hàng, hôm nay em sẽ bán khi nào hết hàng thì thôi. Bao giờ đến giao thừa thì chơi game nhá. Em bán một cây tiếp theo ạ, một cây này rất là đẹp. Cây này thì lá nhận lá xếp và lá nhăm nhá. Cây này lá xếp và lá nhăm nha mọi người. Đây, cây này lá xếp và lá nhăm ạ. Đó. Một thân, hai thân thôi ạ. Hai thân thôi nhưng mà lá xếp và lá nhăm nhá. Lá xếp này, đây, lá xếp đứng và nhăm. Rất là đẹp, cây này rất là đẹp. Cũng nụ u luôn ạ. Nụ u luôn, lá xếp và nhăm này. Chậu này em chốt là 260k. 260k cho cái chậu lá xếp nhăm này nhá. Em chào anh Oliver Tiến. Đây mọi người chốt đi này, chậu này lá xếp nhăm luôn. Đây. Ai thích lá xếp lá nhăm thì chốt chậu này này. Chậu này thân cao được tầm gần 30 cm rồi. Lá nhăm nhá. Vâng, chào anh ạ. Đây. Đây, em giới thiệu tiếp xong rồi tí nữa ai thích cây lá nhăm thì quay lại chốt nhá. Đây cây đấy đẹp này. Cây thế nào? Đâu? Việt Nam thắng rồi, đám với Campuchia thì chả thắng sao anh. Em chào anh Phạm Thiên Quang đây. Ôi cây này nù dã man này. Đây, một cây nù nứt áo này, lên tiếp một cây nù nứt áo nha mọi người. Rất là nhiều cây đẹp luôn. Anh ơi, nó là ở sẵn trong các chậu rồi đấy. Thì em gửi luôn cả chậu cho anh, xong rồi là anh về anh bỏ cái chậu nhựa bên ngoài ra, anh ghép vào chậu chậu của anh nhá. Ba chậu là chỉ có 250k thôi đấy ạ. Ba chậu muối hồng. Nhớ gửi cho anh về theo nhé. Vâng, anh Thịnh Đặng nhé. Cây nù nứt áo này đang có mắt nụ rồi ạ. Đang có các mắt nụ rồi nhé. Cây nù nứt áo đang có các cái mắt sưng, đang sưng các cái mắt nụ rồi đây này mọi người. Đang sưng hạt gạo rồi. Cây này nó chỉ rất là sáng. Đây. Cây này cái thân, nó cảm giác cái thân nó rất đấy. Sáng. Cây này là em chốt 220k này. 220k cho cây này. Đâu? Chào đi nào. Anh Lâm Lê Ngọc trêu em à? Nè, thần nó trong. Chào Ninh Hồng, Ninh Hồng đấy không bán hàng à em? Hello Ngọc Hân nhá. Chào anh nhớ em. Đây ạ, chậu này là mọi người sắp được ngắm hoa nhá. Tèn tèn. Chậu này mọi người sắp được ngắm hoa này. Đó. Vâng, em để cho anh 3 chậu rồi nhá. 3 chậu là chỉ có 250k, 3 chậu cánh trắng mũi hồng ấy thôi ạ. 250k 3 chậu thôi nhá. Đây mọi người này. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Cái nụ hoa của nó đang lên đây này, màu trắng trắng đây này. Đó, để gần cho mọi người nhìn nhá. Chậu này là anh yên tâm, mấy trăm chậu chả nhẽ không chọn được cho anh 3 chậu đẹp. Chậu này em chốt 220k này. 220k cho chậu này. Em chào anh nhớ em. Chào anh Nguyễn Đức Huynh. Cây nù Di Linh like với cây đại ý thảo nhá. Mọi người đi ăn mừng chiến thắng hết rồi sao nhỉ? Đi ăn mừng chiến thắng. Đây cho mọi người xem một số các cái mặt hoa mẫu nhá. Một này. Đây, mặt hoa này thì tím đậm luôn. Tím ngắt tím ngơ luôn, tím mộng mơ luôn này. Cánh bay tím ngắt tím ngơ. Anh nhớ em ơi, dòng này là nù Di Linh like với cây đại ý thảo anh nhá. Đây. Các cái mặt hoa mẫu đây ạ. Một mặt hoa như này. Một mặt hoa thì
môi trái tim và môi tuyết trái tim như này, nhưng mà cánh thì lại không đậm bằng cái họng cái bông kia. Và có một bông mới nhất đấy ạ, một bông mới nhất mới sổ thì như thế này, bông bói mới sổ như thế này đó. Cánh tím cũng lưỡi 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 trái tim luôn, môi tuyết luôn. Em chào anh Bình An, em chào anh Bình An, em gửi cây cho anh Bình An hôm nay, nhưng mà chắc là phải đến thứ hai anh Bình An mới nhận được ấy, bởi vì là mai nó là thứ bảy, à, mai nó là chủ nhật. Đây cây này ạ, đang có nứt nụ rồi nhé. Em chốt cây này là 220k cho mọi người này. Đó, 220k cho mọi người nhá. Ai chốt cái đấy thì chốt cho em 220k. Hello anh Bình An có chốt dòng này không anh Bình An? Không biết mọi người đâu hết rồi. Nhờ mọi người chia sẻ bài 230k gì đó chị. À Ngọc Hân ơi, 230k cây 5 cánh trắng mũi hồng em ơi. Đang Black Friday đây. Ở cánh trong mũi hồng lai. Mà bạn anh Hạnh ơi, sáng mai em mới gửi được anh nhé. Sáng mai em mới gửi được ạ. Nay em bận. Anh có chốt thêm gì không? Em chào anh Tuấn ạ. Đây em giới thiệu sang cây 5 cánh trắng mũi hồng. Cây 5 cánh trắng mũi hồng. Anh lấy cho em một số cái cây 5 cánh trắng mũi hồng thôi. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với. Đây cây như này ạ. Em nhận được rồi hả? Ừ đúng rồi em ạ. Đây nha mọi người. Ví dụ như ba cây này là sẽ là 250k ba cây này. Mặt bông đây ạ. Cây năm cánh trắng mũi hồng lai với cây mắt đỏ đây. Đây nha mọi người. Em chào chị Nhung Trần Viết. Đây. Combo ba cây 250k. Combo 3 cây 250k. Chị Nhung ơi, chị Nhung chia sẻ bài cho em với. Ừ, chị gửi cho em. Chị Nhung ơi, thi thoảng nó cũng cặp đôi tí cho nó, cho người ta biết là mình yêu nhau. Chào anh Quỳnh Bonsai nhá. Mọi người thích nù hay thích năm cánh trắng hay là thích hậu hồng để em còn. Dạ được chị Nhung Trần Tuyết ơi. Ok chị nhá. Em chào anh Nhánh Lan Rừng. Bán luôn ạ. Mụ ơi bác không thấy hả? Đây em đang like còn chưa đọc inbox. Nào mọi người thích cây cây 5 cánh trắng mũi hồng nữa không để em bán nè. 100.000 một cây, 180.000 hai cây, 250.000 ba cây nha. Ừ Ngọc Hân em mua đi em. Hôm nay đang Black Friday đây. 250.000 ba cây. 5 cây thì em free ship luôn ạ. 5 cây thì free ship luôn.
Vâng, chị ơi, đây tí nữa em sẽ chọn những cây, toàn cây to khỏe thôi chị ạ, nó cũng lớn lớn rồi. Tầm nửa cái bút rồi này. Tầm nửa cái bút rồi. Mà cây nó rất là to chứ nó không nhỏ đâu ạ. Đây, có những cây còn hai mầm như này. Cho mình xem hoa. Cho mình xem hoa. Anh Quỳnh bonsai, anh xem hoa hoa của dòng nù hay là hoa của dòng mũi hồng ạ? Đây này, mũi hồng, cây mũi hồng đấy, nó còn ra được cái mặt hoa bói như này nữa này mọi người này. Cánh viền tím luôn đây này, nó còn ra được cái mặt hoa bói như này nữa nhé. Mặt hoa của nó thì mặt hoa của chậu nhỏ thì đây anh ạ. Mặt hoa này mang tính chất tham khảo thôi nhá, bởi vì là nó sẽ có thể nở ra những mặt hoa khác, nó sẽ có nở thể nở ra những mặt hoa khác ạ. Đây anh ạ, mặt hoa cây cây mẹ của nó thì như này anh nhé, mặt hoa cây mẹ của nó như này nhé. Anh lấy càng nhiều thì sẽ càng 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 có giá tốt nhé, 250.000 ba cây. Cho chị cây có mầm được không? Dạ được chị. Mọi người đi ăn mừng bóng đá hết rồi, để em bán hàng một mình thế này. Mọi người cây nhỏ này thì mọi người chuyển thường cho mình nhé. Bạn ơi, chuyển thường với cả chuyển nhanh nó cũng không có cách nhau là bao đâu, nhưng mà chuyển thường nó mất đến tận một tuần lận á. Chuyển thường nó mất đến tận một tuần lận ấy, nó hơn nhau không có là bao. Cái cây mình mua rồi về nó chẳng may nó hỏng đi ấy, nó khổ. Thứ nhất là khổ thân cái cây, thứ hai là mất công mình chờ đợi. Cho nên là cây thì thường là mình sẽ chuyển nhanh. Mình nói thật đấy, mình nói chân thành luôn đấy. Bởi vì chuyển thường với chuyển nhanh nó không cách nhau là bao luôn. Anh Quỳnh bonsai, anh có chốt cây mũi hồng không? Thì anh lên số điện thoại địa chỉ nhá. 100.000 một cây, 250.000 ba cây và 5 cây thì em sẽ free ship ạ. Hạnh Nguyên là ở đâu ấy nhỉ? Không nhớ là Hạnh Nguyên ở đâu luôn. Cho chị cây có mồm được không? Tự nhiên thấy mệt đấy. Tự nhiên không khí trầm lắng quá. Cho xem lại cây lá tre xanh sạch á. Đâu nhỉ? Anh chờ em tí anh ơi. Em chả biết em để nó đâu rồi. Cái cây lá tre xanh sạch đâu anh nhỉ? Đây 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 đây. Anh ơi, cây lá tre xanh sạch đây anh nhá. Lá này bị cong. Cây lá tre xanh sạch đây anh Hải Anh này. Xanh sạch tuyệt đối luôn đấy ạ, không có gọi là một cái chấm tím nào luôn. Cho anh xem cả trước cả sau luôn nhá. Cây này xanh sạch tuyệt đối luôn. Anh có chốt thêm cây này thì chốt này anh Hải Anh này, 220k cây này nhá. 220k cây này. Anh Hải Anh là sáng nay anh Hải Anh chốt cây gì rồi đúng không? Anh Hải Anh chốt 230 cây, 230 rồi. Thế anh chốt cây này 220 đã thành 450 chẵn tiền. Vui. Anh Hải Anh ok cây này này. Cây này là nghi ra mặt hoa đẹp lắm đấy anh. Về anh trồng, anh cắm một cái que cho nó đứng thẳng lên như này. Đây, lá đây ạ. Lá tre, chuẩn lá tre luôn nhá. Chuẩn lá tre luôn này. Đó. Lá tre mà nó vẫn cứng đấy ạ. 200 thôi em. Rồi ok, em chốt cho anh Hải Anh 200 luôn. Anh thành photographer đâu, chẳng thấy muộn.
Anh Thành á, anh ấy đi đâu rồi ấy? Rồi ok em chốt cho anh Hải Anh nhé. Anh Hải Anh ơi, anh Hải Anh làm những đồ nội thất gì đấy? Em đang muốn mua nội thất đây. Nhà trống vắng quá. Đây em chốt cho anh Hải Anh luôn nhá. Em chào anh Hạnh. Tự nhiên để em đích thân em đứng lên em kiếm cho một cây nào đẹp lên giới thiệu mọi người nào. Nhiều thân nữa không? Em còn chậu nhiều thân đây. Mọi người ơi, có ai thích chậu nhiều thân nữa không? Đây em đã trở lại đây. Anh làm giường của các bạn. Chào anh Trương Hậu nhé. Đây có ai thích chậu xanh sạch nhiều thân nữa không? Không, chậu này không xanh sạch đâu. Chậu này chỉ tím ạ. Chậu này chỉ tím nha. Chậu này chỉ tím. Ai thích chậu nhiều thân nữa thì em có chậu này này. Em có chậu này. Chìa khóa nào anh? Chìa khóa nào anh? Em chào anh chị Việt Thanh nhé. Chậu nú này, nhiều thân nú nha. Nhiều thân nú, ai thích nhiều thân nữa thì chốt chậu này 250k. Ba thân dài luôn nú này. 250k. Đấy, em chốt nốt chậu này xong em nghỉ một tí. Em chào anh Long Lê Ngọc. Em chào anh Bình. Anh Bình có chốt mấy chậu nú không anh Bình ơi? Em chỉ nghỉ một tí thôi. Xong rồi đỡ mệt sẽ lại like tiếp hôm nay á. Like cho hết đi. Vì là mai đến thứ hai em lại rất là bận không có thời gian mà like. Chìa khóa nào anh hỏi? Có cho gửi không ạ? Có anh ơi, rất rất đông. Thôi tí nữa hả? Không biết anh hỏi chìa khóa gì ấy. Anh ấy chả biết, anh chả hiểu anh hỏi cái gì. Đây chỗ này là 250k này. Đâu rồi mọi người, đâu rồi? Có ai thích chậu nù nhiều thân này nữa không này? Không thì em sẽ nghỉ một chút nhá. Bye bye mọi người, sẽ nghỉ một chút. Ôi sao tự nhiên nó lại kỳ quá cái này. Tự nhiên nó lại chụp ảnh. Bye bye mọi người. Tường khi... À đâu, đấy là cái móc. Đây là cái móc anh ơi, không phải là cái chìa khóa đâu. Em sẽ nghỉ một tí nhá. Nói nhiều mệt quá, chút nữa sẽ like lại ạ. Bye bye mọi người.